Kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, rất nhiều bạn bè và người thân đã không thể chấp nhận được sự thật này và liên tục bày tỏ lòng thương tiếc, xót xa về nữ nghệ sĩ tài hoa. Trong khi con gái Wendy đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu một cuộc sống vắng mẹ, thì người em trai ruột của nữ ca sĩ lại không thể nguôi ngoai, vẫn luôn dằn vặt đau khổ khi nhớ về chị mình. Mọi hình ảnh hay những thông tin liên quan đến giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, em trai Phi Nhung đã chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động khi nhớ về chị gái quá cố. Anh rất là hãnh diện khi có được một người chị vô cùng giỏi giang và xinh đẹp. Anh Tommy cũng không quên gửi lời cảm ơn mọi người đã yêu thương, cầu nguyện cho Phi Nhung thanh thản nơi chín suối. Chị ơi, cho tới tận bây giờ, em cũng vẫn chưa buông lòng chấp nhận rằng chị đã an nghỉ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện chị lại đi sớm tới như thế. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thay đổi, cuộc đời con người cũng vậy. Ngắn ngủi đến nỗi em không thể nào hình dung ra được. Nhắm mắt vào, rồi mở mắt ra là đã không còn gì nữa. Em biết cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt là như vậy, nhưng dù cuộc sống có nghiệt ngã tới đâu, thì cũng không ác độc bằng lòng dạ con người. Em hãnh diện về chị, em may mắn có được người chị hai như chị. Dù chị đã yên nghỉ nhưng rất rất nhiều người trên thế giới này đều nhớ thương về chị. Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người và tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chị được yên giấc. Cầu nguyện cho một người đã khuất, nhưng hình ảnh và tấm lòng của họ sẽ mãi mãi lưu lại trong mỗi chúng ta. Em xin được cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp nhất, anh viết. Có thể thấy, Phi Nhung hiện lên như một người chị hiền lành ấm áp. Qua cách miêu tả đầy chân thật của Tommy, cô dường như vẫn giữ được tính cách của mình. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cố ca sĩ sinh ra và lớn lên trong một môi trường không được trọn vẹn tình thương. Vì vậy mà giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc vẫn luôn phải gồng mình để che chở và nuôi sống các em. Chính điều đó đã khiến cho Phi Nhung trở thành một người nhân hậu và vị tha hơn bao giờ hết. Không chỉ thế, Phi Nhung còn thường xuyên muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội để mọi người vượt lên trên cuộc sống nghèo khổ của chính bản thân. Nhân cách đáng quý của cố ca sĩ Phi Nhung còn được thể hiện qua tình yêu thương vô bờ bến đến từ khán giả. Đa số đều yêu quý một Phi Nhung mộc mạc, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ và ở lại Việt Nam trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất. Và cũng chính vì sự hy sinh quá nhiều của Phi Nhung khiến cô không may mắc phải Covid-19 và điều may mắn đã không đến được với chính bản thân nữ ca sĩ. Những chia sẻ của Tommy đã khiến khán giả hiểu rõ hơn về nhân cách cũng như sự hy sinh to lớn của Phi Nhung. Bởi chính việc một đời sống không chỉ vì gia đình mà còn lo cho xã hội đã khiến cho nữ ca sĩ càng có thêm tình yêu to lớn từ mọi người. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những chia sẻ đầy chân thật của em trai Phi Nhung dành cho người chị của mình? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé!